Ngày hôm nay thì em lại mang về cho các bác một mẫu xe mà làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam như là 2021, 2022. Và những chiếc xe như thế này nói thật các bác là phải tranh nhau đặt cọc, chưa tính đến cái chuyện là đợi chờ mãi mới có thể mua được những chiếc xe như thế này. Và đây là một chiếc xe làm mưa làm gió mà nhìn này ai cũng mê. Một chiếc VinFast Vanin sản xuất năm 2021 nhưng mà được đăng ký lần đầu vào Tết năm 2022. Xe cực đẹp, mang biển Hải Phòng 15A90319. Và chiếc xe này là chiếc xe mà thời khi mà mua đấy, nó là một chiếc xe mất giá. Vâng, một chiếc xe mất giá cực kỳ luôn. Mua mới của những chiếc xe như thế này vào thời điểm cách đấy 5 hoặc là 2 năm là chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 430 đến 440. Nhưng mà cái thời điểm bác chủ bác ấy mua này thì bác ấy chỉ mua có tầm khoảng 330 đến 340 thôi. Và thời điểm hiện tại các bác là một chiếc xe mà cực kỳ giữ giá luôn các bác ạ. Em này bây giờ các bác chỉ mua loanh quanh 300. Đấy, quá rẻ các bác ạ. Và đây là một chiếc xe mà thương hiệu Việt Nam, được sản xuất và lắp ráp Việt Nam với cỗ máy của GM, quá nổi tiếng rồi. Nên là các bác yên tâm về chất. Dàn lốp của xe còn mới, xe chạy được 2 vạn, chuẩn chỉ, nội thất ghế da còn nguyên. Và em này thì được độ một cái màn hình OLED, có cam trước, cam sau đầy đủ. Và chiếc xe này là một chiếc VinFast Vanin Bay với màu sơn xanh. Màu này thì nói các bác là thời điểm đấy lấy được màu này cũng là khó. Thời điểm đấy em bán rất là nhiều xe nhưng mà để mà mua được con xe màu xanh tím này, gọi là xanh này, blue, rất là khó luôn các bác nhá. Và chiếc xe này thì đăng kiểm còn dài đến tháng 6 năm 2024. Biển Hải Phòng, tên tư nhân, quá đẹp luôn, 15A90319. Và bác nào mà yêu cái dòng VinFast Vanin, muốn mua một chiếc xe để đi lại cho gia đình, muốn mua một chiếc xe tiện lợi bền bỉ với thời gian, thì đây là một sự lựa chọn cho bên em Vũ Duy Auto dành cho các bác. Đây là một mẫu xe ngon lành với động cơ máy 1.4, khỏe hơn hẳn i10, hơn hẳn Morning. Nội thất bên trong xe thì tương đối là rộng, nhưng mà được cái là thua i10, hơn Morning. Về chất tổng thể bên ngoài thì đây là một chiếc xe kiểu dáng rất là đẹp. Và về chất máy thì đây là một chiếc xe động cơ của GM, động cơ khá là nổi tiếng. Nên là về chất thì Mỹ, xe của Mỹ, động cơ của Mỹ thì các bác biết rồi, nó bền bỉ lắm. Và mức tiêu thụ nhiên liệu thì là rơi vào tầm khoảng 5.8 lít đối với đường trung bình. Đấy là tính toán thôi, chứ thực sự là con này đi thì tỉ tầm khoảng hơn 5 lít, chưa đến 5 lít rồi. Vâng, rất là tiết kiệm luôn các bác nhá. Động cơ mượt mà, điều hòa mát lạnh. Đấy, túi khí an toàn là đầy đủ. Con này có túi khí trước cho người lái và người phụ. Đấy, và đồng sơn xe là sơn zin của em này là còn đến 95%. Đấy, còn nguyên nữa các bác nhá. Xe là cam kết đảm bảo là không có đâm va, tai nạn, ngập nước. Dàn lốp của xe là còn zin nguyên, lốp Continental. Và la răng của chiếc xe đang sử dụng là la răng đúc. Đấy, la răng đúc. Có phanh đĩa trên hai bánh trước và đằng sau là phanh tăng trống các bác nhá. Dòng này thì đi rất là bền bỉ luôn. Bác chủ có cái làm hết rồi. Về là bây giờ các bác chỉ việc đi thôi. Và bên em Vũ Duy Auto bán con này cũng rất là thoải mái luôn. Đèn thế này các bác nhìn này, 2 vạn nên là đèn nó như thế này mà. Riêng về phần công nghệ thì em sẽ không nói nữa, mà bây giờ em chỉ nói về phần chất hiện tại thôi. Chiếc xe này thì đây, có những cái vết chảy xước này. Đây em để nguyên mộc nhá, để nguyên mộc cho các bác luôn. Nói thật với các bác là người lái cẩn thận mấy thì cái chuyện va quẹt xước sát là chuyện bình thường. Nhưng mà được cái là sơn zin các bác nhá, sơn zin nguyên chứ không phải là sơn bả tỉa. Đấy, phim cách nhiệt dán ở trên đây. Đấy, tránh nắng, tránh UV tử ngoại rất là tốt. Đấy. Thế còn về phần lốp thì chiếc xe này đang sử dụng lốp Continental, lốp zin từ hãng luôn, nguyên bản luôn. À, hai tuần 2021 này. Đấy. La răng đúc, phanh đĩa và với bản này đây là một chiếc VinFast Vanin bản tiêu chuẩn các bác nhá. Bên em thì nói chung là mua bán thì nhẹ nhàng thôi. Con này thì em mua chênh một tí, kiếm một tí lãi thôi. Nhưng mà đã dành cho các bác một chiếc xe còn zin, xe còn đẹp. Đấy, tôn vỏ cứng đét luôn nhá. Và keo chỉ là bao zin nguyên bản cho các bác luôn. Chiếc xe này là một chiếc xe khá là ok, nhiều người đã sử dụng và đã đánh giá rất là cao. Đấy, đặc biệt là các option của xe thì không thua kém bất kỳ một cái hãng xe đến từ nước ngoài nào. Đấy, gương chỉnh điện đầy đủ nhá. Đấy, gương chỉnh điện này. Đấy, đầy đủ luôn. Và em này thì được cái là đây, gương gập này, gập điện luôn này. Đấy. Được cái là nội cái vô lăng của xe, vô lăng củ số như mới luôn. Đấy. Xe chạy ít,
cam kết các bác là xe chạy ít luôn nhá. Đấy, tất cả các chức năng bình thường, màn hình đồng hồ hiển thị rất là xịn sò. Đấy, rất là xịn sò luôn, và tay cần số thì như mới tinh. Đấy, có rất nhiều chức năng trên cái màn hình này. Đấy, màn hình OLED đó, và có cả cam lùi rồi cam hành trình. Mặt táp lô xe thì đẹp. Em này thì 100% là xe tư nhân gia đình, không có taxi dịch vụ rồi, nên là các bác yên tâm. Sàn da đẹp luôn. Và cái này thì đảm bảo cho các bác là không có ngập nước nha. Đảm bảo các bác là không có ngập nước. Vâng. Đấy, các bác nhìn này, bản lề này. Đấy, không có ngập nước bản lề đây. Và em này số tem nhãn của nó còn nguyên đây này. Đấy, 2021 này. Đấy, số VIN là 22897 này. Đấy, xe còn rất là cứng và nét luôn. Nội thất ghế da thì khỏi chê, dòng này ghế da ngồi rất là sướng. Vâng. Ưu điểm thì nhiều, thế nhược điểm thì sao? Nhược điểm của dòng VinFast Fadin đó là giá thành cao hơn so với xe khác một chút. Nhưng khi các bác mà mua một chiếc xe cũ như thế này thì giá thành thực sự là quá rẻ luôn các bác ạ. Một chiếc Hyundai Grand i10 2018-19 form như thế là form mới và đời mới thì nó cũng phải rơi vào tầm hơn 3 đồng. Nhưng mà đây là một chiếc xe mà giá nó chỉ có loanh quanh khoảng 300 triệu thôi. Đấy, một mức giá rất là ok, hợp lý, hợp tình cho mọi nhà. Đấy, có cả cảm biến áp suất lốp gắn kèm. Option thì bác chủ bác ấy cũng đã ok hết rồi. Đấy, các bác nhìn này. Mà xe chạy được 2 vạn nên là dàn lốp vẫn còn mới tinh, găm nguyên sỏi. Nhiều xe chạy mòn quá, sỏi còn không găm được. Lốp thì mòn nhìn như nhẵn thín như đầu ông. Thế nhưng mà đây thì còn nguyên. Đấy, tôn vỏ căng. Đấy, phần nhựa này, phần nhựa cản sau này. Đấy, và đây vết chảy xước vẫn còn nguyên đây. Đây là gọi là tình trạng lái của bác chủ, bác cái lùi. Đấy, còn nguyên. Vết chảy xước còn nguyên nhá. Em này thì trước là mua bởi VinFast Âu Lạc, một nhà cung cấp lớn tại Hải Phòng. Và ở Vin thì có Vin Âu Lạc và Vin Impia Cầu Bính, là hai Vin mà có cái số lượng khách là đặt hàng mê ấy nhiều nhất. Đấy, ở Hải Phòng và cũng là duy nhất luôn. Còn lại các hãng nhỏ như bên em hoặc là các cái cửa hàng nhỏ thì nói chung là không định danh mà vẫn để nguyên như thế này. Cho nên là xuất là ở Vin Âu Lạc. Đấy, check hãng đầy đủ thoải mái, đồ nghề không thiếu cái gì. Dòng này có một cái nhược điểm đó là lốp sơ cua nó nhỏ lắm. Khi mà các bác thay lốp thì các bác sẽ biết. Vâng, lốp sơ cua rất nhỏ. Nhưng mà nó chỉ nhỏ bằng đến tầm này thôi. Có nghĩa là cũng để sử dụng nó ok. Nhưng mà khi mà sơ cua thì đúng thực sự là cái dòng này, cái đấy không phải là nhược điểm lắm. Vâng, đó là một cái nhược điểm gần như là không đáng kể. Còn đâu về chất xe thì đây là một dòng xe ngon, được đánh giá bởi rất nhiều gia đình đã sử dụng, đã đi. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là thơm. Đấy, các bác nhìn như thế này thôi, nhưng mà chiếc xe này em bán chỉ có hơn 300 một chút thôi. Vâng, gọi chung là lãi lời một chút. Nhiều bác bảo là mua được tầm khoảng 26-27. Em nói thật các bác chứ bây giờ cứ đố các bác mua thì các bác biết ngay. Nhiều bác khi mà em hỏi câu đấy thì các bác bảo rằng là chú đố vậy thì khó. Khó gì, chính các bác đưa ra chủ đề là giá nó vậy, tôi chỉ trả vậy thôi. Nhưng mà thực sự với các bác là rất là khó. Khi mà mua những chiếc xe như thế này, đẹp như thế này, thì chắc chắn với các bác một điều là không thể có cái chuyện là mua rẻ bất ngờ được, trừ khi là xe đâm đụng tai nạn mà bác chủ muốn bán gấp. Chứ còn chẳng ai người ta đầu tư ra mấy trăm triệu xong rồi để người ta bán lỗ đi hàng tiền trăm, cũng có thể vài chục triệu, người ta không bao giờ. Xe đẹp bên em mà đến mua mà người ta không bán cho, người ta còn bảo thôi ông về đi. Thế thì em hỏi thật các bác chẳng phải mua. Động cơ máy của chiếc xe đang là động cơ GM máy 1.4 các bác nhá. Con này là sử dụng động cơ máy 1.4. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào tầm khoảng 5,5 lít trên 100 cây. Đấy, động cơ 4 máy GM, máy zin. Máy này là máy zin nhá, cam kết là zin luôn. Dầu mỡ đầy đủ. Đấy, không hơi thừa hơi khói tí nào. Đấy các bác nhá, không có khói, không hơi thừa. Xe thì vẫn còn rất là ngon. Đấy, mô bin, mô biếc các thứ đầy đủ. Và xe là chưa có chỉnh sửa gì cả. Kể cả như những cái trên này bảo dưỡng vậy thôi, nhưng mà cái này nó còn zin các bác nhá. Đấy, còn theo năm tháng thời gian thì xe nó bụi bẩn là em chưa có dọn rửa gì đâu. Mới chỉ có phun nước rửa qua thôi. Đấy, ốc cabo còn chưa động chạm này.
toàn bộ chỉ cabo hay là chỉ cánh là em bao zin cho các bác Nguyên nhá. Vâng, nói chung là về chất xe thì đảm bảo cho các bác đầy đủ về độ cứng cũng như là độ zin. Còn về phần máy thì cũng là bao zin. Đấy, các bác nào mà yêu cái dòng xe VinFast Fan-in. Trước em nói thật là cũng có câu chuyện là bác chủ ở trên Hưng Yên, bác ấy đặt cọc em con này, mà nói thật là đợt đấy, đợt đầu em còn lấy được cái loại màu này, về sau là nói các bác là không thể lấy được luôn, vì cái màu này nó là màu hot. Có một cái màu còn hot nữa hơn hẳn cái màu này, đó là màu xanh xanh lá cây, nhưng mà xanh đậm đấy ạ. Cái màu đấy là màu hot hoàn hoạt của cái dòng Fan-in. Và đến thời điểm mà khi mà cái màu xanh này ra thì cực kỳ khó lấy. Màu đỏ, màu trắng thì nhiều, chứ còn màu này là cũng là màu khó luôn này. Thế và bây giờ, đấy, bác nào mà yêu cái xe mà có cái màu khó, bây giờ có rồi. Đấy, các bác yêu thì mời các bác qua cửa hàng thẩm xe. Em này em bao chuẩn chỉ cho các bác luôn nhá. Bao chuẩn chỉ và bao dọn dẹp. Xe chưa dọn dẹp đâu vậy, chứ còn xe dọn dẹp lên rồi thì nó luột lắm các bác ạ. Nhưng mà đấy là em để nguyên mộc để cho các bác cùng đánh giá, cùng xem và cùng nghiên cứu về, nói chung là tiền nào của đấy thôi. Nhưng mà đây là một chiếc xe cứng. Và em Vũ Duy Ô Tô thì chỉ có một số điện thoại duy nhất nha các bác nhá, 0869158926. Em chỉ có một số duy nhất thôi đấy, bán hàng trên toàn quốc và chỉ có một số duy nhất. Rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời mang về để dùng. Rất vui khi được các bác có những chuyến đi an toàn. Và rất vui khi được các bác mua xe tại em Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Xin chào, tạm biệt. Màu này thì tương đối là hot các bác ạ. Cảm ơn các bác.